Thực ra là tôi là tác giả. Sau đó thì tôi phải làm rất nhiều việc, các bạn không hình dung được đâu, ngày nào 12, 14 tiếng à. Cho nên là phần sách là một cái mảng mà tôi thực sự là tôi muốn hầu hạ các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Đấy, bạn đã đọc được một phần của quyển sách này rồi. Thì rõ này là bây giờ là trong cái hiện tại về đường phố, nhà cửa và các sinh viên bây giờ cũng ăn ở rất là phồn vinh, phải nói như thế. Thì ở trong này là bạn có thấy một chỗ nói về là tiến sĩ có nói là cái thời mà mới cưới vợ ấy, thì gia đình hai vợ chồng trẻ 22 tuổi cùng với bố mẹ già và một cậu em trai ở chung một cái ngôi nhà tập thể là 16 mét vuông. Thế thì tiến sĩ có thể là giao lưu cho các bạn trẻ và những người ở đây xem cả thử là thời kỳ đó mình sống như thế nào, cho các cháu hiện nay họ biết được là cái sự vất vả của mình để mà cầu hiến nghệ sĩ lâu dài. Theo bạn có ý kiến như vậy? Xin cảm ơn ạ. Rất cảm ơn bạn. Và các bạn trẻ phải hiểu rằng các bạn có ngày hôm nay bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai nó sẽ lên các bạn bằng đại bạn. Tuyệt đối không được quên công ơn của cha mẹ. Cho nên bác hỏi, và bác là một nhà giáo, cho nên bác hỏi có ý có tứ của bạn đấy. Cho nên là các bạn phải nhớ rằng thế hệ của tôi với của bác thành công được là nhờ vượt khó, vượt khổ. Cho nên là bọn tôi không quán trách cái khổ, bọn tôi cảm ơn nó mới có ngày hôm nay. Còn các bạn bây giờ mới là người khổ hơn bọn tôi, vì các bạn phải đối mặt với sự vượt sướng. Mà vượt sướng nó khó hơn vượt khổ nhiều. Cho nên là cả hai thế hệ đều rất là khó. Vậy thì nó đòi các bạn ý chí, khát vọng, chăm chỉ, trung thành, trung thực. Nếu không đạt được cái tối thiểu đó thì tiến sĩ, thạc sĩ, giám đốc, rồi là cử nhân vứt hết. Con người nó ăn ở ý chí, thái độ, quyết định trình độ. Cho nên là các bạn cẩn thận, là các bạn phát triển sai hướng đấy. Hãy đọc sách. Và bác lớn tuổi như vậy mà bác đọc véo một cái và bác nhận được ý ngay. Cho nên là cuộc sống của tôi có kể cả đời, nhưng tôi tự hào về cái khổ đó, cảm ơn nó. Nhưng mà khổ đến lúc bây giờ tôi với bác mà kể, tôi khẳng định các bạn không hiểu được đâu. Khổ đến mức mà bạn khó hình dung lắm. Cả đời chỉ ước mơ làm sao được ăn một bữa cơm đường độ. Và ước mơ lớn nhất của tôi là tôi được ăn cơm mà với đậu phộng là đậu là lạc thôi, cũng chẳng có đâu. Thế hai vợ chồng lấy nhau về, thế mà hôn nhau là phải dình chiếc mẹ lên để hôn được. Lúc nào có người, cho nên hôn được một phát nó khó lắm. Rồi yêu nhau ngày xưa cũng vậy, các cụ quản lý từng tí. Hai đứa yêu nhau là phải ngồi đối diện, hai đứa hai ly nước, các cụ ngồi đây nói chuyện phải nói to, tránh theo cơm. Cho nên bọn tôi chỉ giao lưu bằng chân được thôi. Cho nên là kể nữa các bạn cũng không hình dung được. Nhưng mà tình người thì nó bao la các bạn ạ. Cho nên cái gì cũng có hai mặt. Cho nên là bác đang muốn tôi nói về hoàn cảnh của chính bạn ấy. Và bác đang có cái niềm tự hào mà bác lại nhà giáo nữa. Cho nên các bạn cố gắng. Tôi nói nữa có một cả ngày, nhưng mà tôi chỉ nói cái khổ bạn không thể tưởng tượng được trên mọi bình diện luôn. Ví dụ thời kỳ tôi học đại học, tôi vào nhà máy cao su Sao Vàng, tôi làm thêm. Thì ở trong cái xe đạp nó có cái bố, nó là cái vải. Bọn tôi ăn cắp được một cục vải, và cái vải đó nó cứng hơn quần jean nhiều, một trăm. Và cả 4 năm đại học tôi có đúng một cái quần. Sau đó thì cứ giặt cho khô. Thì bây giờ có bồ rồi, thì tôi với thằng bạn, hai thằng giống hệt nhau, vào toilet đổi quần cho nhau để ra điều là đi chơi với gái, anh có hai cái quần.
kể nữa các bạn cũng không hình dung ra đâu. Các bạn à, thấy nó vậy. Và đấy là cái mà xin cảm ơn bác là nhân cái này giáo dục chúng nó tí. Mà chúng nó bây giờ sướng quá, đâm ra là gà công nghiệp. Còn em với bác là thuộc nhóm gà đồi. Người thì coi nhưng mà khả năng kháng cự thì khủng khiếp lắm. Còn các bạn bây giờ nhìn mấy ông đàn ông như thằng này, mẹ to cao hoành tráng, bạn gái mà ôm mà không thích mới là lạ. Nhưng mà về mặt kháng cự thì không mạnh. Trong khi dáng chỉ thêm vài cái nếp xong nữa là thành khá bảnh. Đúng không? Sau này như em lấy chồng ấy, thì em mới lấy gà công nghiệp hay là gà đồi. Gà đồi thì nó lại còi, có ý chí. Còn anh kia thì lại to nhưng mà đi chơi với bạn gái trong xe thằng kia đối thủ là vứt cả bạn gái lẫn xe chạy. Tôi mà yêu em là tôi chơi tới cùng, bằng mọi giá phải bảo vệ được bạn gái, đúng không? Chết bỏ là đôi nó thế. Và bây giờ đời chết hết rồi, còn có hai người đàn ông thôi là chú kia với thầy, thì em chọn ai để lấy làm chồng? Giả sử tôi chưa có ba, lấy ai? Con chọn chú ấy. Nhỏ này là lý thuyết xuông, không còn khó được, không còn sướng được. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn bác. Bởi vì thằng khách đây, là gia đình quyết định là hơi phải lại đây, không đi ra ngoài nữa. Thì đây là cháu lớn, đây nhà ba cháu trai. Cháu này mới được có 1 tháng 4 ngày. Và thì có một cái mà thầy vừa nói đến, em rất là mong là thầy chia sẻ cho hơn một chút. Đó là cái khả năng là nó vượt sướng của cháu. Thực ra trước đây thì em cũng làm giáo viên, em làm giáo viên dạy toán được hơn 10 năm. Đói quá, nên em không vượt được, em phải đau quá hại. Thì hôm nay là đây có cháu lớn, đây cháu lớn thì bây giờ thầy đang thì học ở bên Singapore, đang học cấp 3 ở bên đấy. Cháu nhỏ thì lớp 6, rất là muốn là thầy đây có rất nhiều bạn trẻ nữa. Thì thầy chia sẻ sâu hơn một chút về cái chỗ mà nó vượt sướng cho các bạn ở đây. Thì có lẽ nó là cái chủ đề rất là hay. Đấy cho nên là các bạn thấy đấy là nhu cầu của bạn đọc. Mà tôi không phải tôi ngủ không, nhưng mà biết cái gì thì cứ mạnh dạn mình nói. Sau đó dùng sách để giao lưu, để cùng nhau tiến bộ. Tôi viết cuốn sách, mấy cuốn cũng đều từ cái góc ấy mà ra. Và anh ấy đang rất là băn khoăn, nhìn thấy hai ba đứa như thiên thần, mà sau này tương lai nó không hoàn chỉnh thì nó dài quá. Mà nhìn thấy nguyên nhân rất là rõ, là cái triệu chứng các cháu nó đang ngoan, nhưng mà xu hướng ấy là sợ nhất là không vượt khó được, à không vượt sướng được. Không ai bố mẹ là đi cho con khổ cả, nhưng mà sướng thì lại thất bại, nó khổ thế. Cho nên người Hoa người ta làm như sau. Đầu tiên người ta gửi con người ta sang một ông bạn, cho xuống gầm xe làm như mọi người thợ khác, tuyệt đối chưa giao công ty cho thằng con lấy gọi chấp Singapore luôn. Khi mà sang đó là toàn người lạ, vớ vẩn là nó mất. Khi mà thành người rồi thì bắt đầu anh bạn mới trả lại cho ông bố, ông bố mới giao lại sự nghiệp cho thằng con ắt thành công. Như vậy đây là cách một, không bố mẹ nào dạy được con bởi vì thương quá. Cách thứ hai, đến tuổi cho đi bộ đội, đấy là cách thằng con trai duy nhất của tôi xung phong đi bộ đội vào nó quất cho là thành công, không có đua được. Và cách thứ ba là tự tìm ảo thể, nó gọi là phương pháp tự rèn luyện, nó gọi là tạo cái bản, tạo tình huống và bắt đầu dồn chú vào đó thì mới thành công được đó. Và cách số 4 là người Nhật bây giờ vào trong một lớp học không có người quen vệ sinh, cô giáo quen, học trò lớp 1 phải quen, không giáo tuyệt đối là không có. Có tạo môi trường thuận lợi, nhưng cái đó nó đòi người bố người mẹ phải vượt qua chính mình, không người của cả có mà thương nó quá,
thương là chết, mà thương phải đúng cách, thế là cho nên là các bạn trẻ này đấy này có cái tiềm năng như vậy, nhưng mà năng lực nhận thức của thanh niên bây giờ cực tốt, nhưng mà năng lực hành vi thì lại không tốt. Nhận thức được hết nhưng mà không làm được. Thế là bây giờ tập cho chú ngủ chiếu, không cho mày nằm đẹp nữa, cần lăn xuống đất. Dứt khoát là các bạn trẻ này phải biết luộc rau muống, mổ gà, không có lơ mơ. Và các bạn trẻ này, bốn bạn ngồi trước mặt tôi, anh cứ hỏi mà dẹp. Cho nên anh cứ từ từ. Bốn bạn này đều không luộc được rau muống, nó tệ đến mức mà. Ai luộc được trong bốn bạn này không có nhiều thời gian luộc được. Rồi, rau muống luộc, lửa lớn hay lửa nhỏ? Lửa nhỏ rồi xong, một bát. Điều thứ hai, cho rau vào có đảo không? Đảo nhiều hay đảo ít? Đảo ít, rồi xong. Bây giờ thứ ba, khi nào biết nó chín? Cấu như thế nào là chín? Một, mẹ chồng không cho cấu. Hai, mày ăn trước mẹ chồng múc. Cho nên chỉ cần nhìn mắt mà biết là chín. À, tức là nó đổi màu. Cho rau vào nó màu xanh, khi nào nó đổi thành màu đen là bắt đầu nó chín. Có biết mổ gà không? Không biết. Có biết ăn thịt gà không? Có thấy mình đẹp mà vô duyên không? Không làm được việc nhỏ, không bao giờ làm được việc lớn. Cho nên là bố mẹ là phải giao cái đó. Nhưng mà tôi nhìn hai thằng này, tôi nghĩ là anh không cần giao nó cũng chịu thành được. Trông thằng này đàn ông lắm, thằng này còn đàn ông nữa, đúng không? Có bạn gái chưa? À, chưa à? Đây phải chưa? Anh là anh có rồi, anh giấu anh đi tố cáo bạn. Có? Không có à? Nhưng mà trong bộ mình có thích bé nào không? Xấu lắm à? Như vậy là bắt đầu anh ấy có ý thức đấy. Cho nên tôi chỉ khuyên ra anh chị là anh chị ý thức được điều đó là thành công rồi. Chỉ sợ nhất là bố mẹ không ý thức được thôi. Khi mình ý thức được kiểu gì nó cũng làm được. Thế là mình hướng dẫn là tuyệt đối đừng đánh, tuyệt đối đừng xúc phạm. Ôi thì chỗ đó chết ra, chỗ đó chết ra, không được nha. Hôm nào tôi sẽ chỉ với chị liên lạc với tôi cho chủ đề. Hay chứ không được đánh, tuyệt đối. Bây giờ mà xỉa vào mặt thằng này, mày định chứng khôn hơn đi ra là cậu ấy chết. Vì bọn nhỏ bây giờ chứng thường khôn hơn đi. Với mạng internet thế này nó biết hết, nó là bọn ngồi rồi. Chứ anh này ở Singapore gặp chân mày này là anh có bạn gái rồi, anh hôn rồi. À chưa hôn mới có thì không? Bố mẹ đừng có chủ quan. Nhưng mà đây có gì đâu, đúng không? Vâng, xin cảm ơn. Bản thân thì tôi gần như gạt sang một bên và tôi tập trung cho gia đình tôi. Gia đình gồm hai phần, một là gia đình nhỏ và hai là đại gia đình. Là cái dịp để quây quần, là cái dịp để cảm ơn, là cái dịp để mà tôn vinh truyền thống dân tộc và truyền thống gia đình mình. Còn lại thì nó có những cái nghĩa cử hòa chung với mọi nhà, thì mọi nhà cũng là một gia đình. Đó là gia đình của bạn tôi, những người bạn thân nhất chứ không phải đám bè. Và tiếp theo đó là tôi lưu ý đến sức khỏe tôi vì nó là bạn của tôi. Và cuối cùng đó là anh em trong đồng nghiệp. Nhưng mà trọng số nó vẫn là cái biến gia đình, đặc biệt là đại gia đình. Trên nền tảng là hướng tới con cái, vợ con, đặc biệt là người đẻ ra mình. Những người mà mình chi ân, đời tôi có ba ông thầy. Tôi không thể quên được, bởi vì bố mẹ tôi đẻ tôi ra. Tôi còn ba người đẻ tôi ra nữa. Trong hội ký là tôi biết mà tôi không xấu hổ gì mà. Thì lúc đó là cái lúc mà mình dành cái nguồn lực này cho những điều đó. Để mình giáo dục chính mình, để mình tự hào mình là người, chứ không phải con, người. Cho nên kết cả như vậy, tôi không hề lý thuyết suông. Cho nên cảm thấy nó ý nghĩa lắm. Đó là ví dụ bác hôm nay bác phát biểu
là tôi là người duy nhất ở đây tôi cảm nhận vậy. Tôi hiểu được tâm trạng của bạn. Bởi vì tôi sử dụng kiến thức như vậy nên tôi mới hiểu được sâu như vậy. Không nói dối, tính tôi không có nói dối. Hình dung là gì ạ? Còn em học ngôn ngữ thì tôi khuyên em phải chú ý từng chữ một. Và các bạn ngồi đây tôi không tin chưa bạn nào có bằng B tiếng Việt đâu. Đừng có sổ tiếng Anh với tiếng Hàn ra đây. Vì một chữ thôi học lôi mắt đó. Đúng không? Không phải là rung động mà là rung động. Thế bây giờ em học ngôn ngữ thì ở ngoài kia người ta bán là ở đây bán yến xào. Thì chữ xào S là cây xào hay là xào nấu? Ngôn ngữ học hay là cây xào để thọc cái tổ yến hay là xào nấu? Bán yến xào S gì? Dân ngôn ngữ là xào ấy là cái gì? Cây xào hay xào nấu? Cây xào. Cả hai là láo vét hết. Xào ở đây là xào huyệt. Nó là cái tổ. Cho nên là nói chữ nô người ta nói ở đây bán yến tổ hoặc ở đây bán tổ yến. Chính xác tuyệt đối. Một chữ thôi phải học. Thế bây giờ khởi nghiệp thì khởi là khởi đầu. Khởi đầu hay khởi nghĩa của động từ đó hay là khởi nghĩa để cướp kinh nghiệm về tay mình. Dân ngôn ngữ là hơn người chỗ đó. Đúng không? Thế bây giờ bạn này, tôi bảo bạn ấy sinh quả. Thì chính xác hơn là tôi nói bạn ấy dễ thương quá. Thì theo em từ nào hợp lý với bạn này không? Bây giờ tôi khen bạn ấy sinh là bạn ấy có phản xạ tôi nói dối thì bạn ấy có sinh đâu. Nhưng tôi nói bạn ấy dễ thương, bạn ấy chấp nhận này. Vì nó dễ thương thật. Nhưng mà tôi khen sinh hình như có vẻ tôi hơi nịnh bợ gì đó. Bạn ấy có sinh nhưng mà hình như không phải như tôi đang nhầm. Mà bạn ấy đẹp là không phải chỉ khuôn mặt là sinh. Mà trên mọi cái cả hình thể, cả nho nhăn, cả tính cách. Dân từ ngữ là vậy. Thế ở tiếng Anh chữ good là gì? Chữ tốt là gì? Good. Thế còn tiền là gì? Good money. Thì nó dịch là gì? Mà đấy là câu cửa miệng của người Anh. Tiền tốt à? Nó là nhiều tiền. Ok. Nghe cái dân ngôn ngữ nó hay lắm. Cho nên có những cái là anh giáo viên như anh này, anh ấy giảng toán mà anh ấy thật là anh chết cấm thị đó. Gặp cô gái thế này xinh đẹp thế này lên bàn úp mặt vào tường phạt 5 phút. Cái đó là dân ngôn ngữ không được dùng. Phạt 5 phút tức là phụt 5 phát, không được. Ok. Mà khi nào phải sâu như vậy thì mới thành công được. Cho nên các bạn phải học bạn học đến cực lực vứt cái sướng đi thì mới thành công được. Cho nên các bạn thấy các bạn vất vả. Đấy là so với bạn ngày xưa, so với ngày hôm qua. Chứ so với chuẩn thế giới mà so với bọn tôi thì đúng là các bạn tệ quá, đừng trách tôi. Đúng không? Bận nữa và bận nữa. Đúng không? Hay, ok. Thứ một của thành công là bán ăn rồi. Nhưng ở cái ngược lại thì cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Tôi cố thuyết phục các anh chị điều đó. Vì 85% thất bại ở đời là do cái cảm xúc này mà ra. Cho nên những thằng học dốt thì thường nó thành công ghê lắm. Bởi vì nó phải đi copy của bạn. Mà bạn nó chửi nó mà nó không tự ái. Mà mấy đứa học giỏi mặt xù lên chỉ thất bại thôi. Kiềm chế là sức mạnh. Cho nên nó dò bài, người ta chửi nó. Cho nó bảo nếu thế mày coi, tí nữa mày phải giặt đồ cho tao. Giật quần áo ra, ok. Cho nên tính phối hợp của thằng học dốt tốt lắm. Cho nên quên mấy ông trường chuyên lớp chọn đi. Đừng có mang học ở Mỹ, ở Anh với tôi. Bơ vẩn. 85% nó nằm ở ngoài bằng ấy. Được đấy. Cho nên ở đây là chị nói đúng. Cho nên tôi mới nhấn mạnh là cảm xúc là kẻ thù số 1, là mặt trái của vấn đề. Cái smartphone của các bạn
là kẻ thù số 1 để gây ra thất bại của các bạn. Nhưng rất tiếc là mặt phải thì smart home là ông thầy số 1 hiện nay, đặc biệt là thầy trên bụng mất ý nghĩa. Cho nên bạn đang cầm ông thầy mà bạn không biết. Nhưng nếu mà vào các trang linh tinh thì nó là kẻ thù số 1 gây nghiện. Ví dụ em thường vào trang nào? Facebook, rồi xong phim rồi em ơi. Có bao giờ dùng máy để xem phim xét không? Hả? Theo em tôi có coi không? Có, đúng rồi. Nhưng tôi được coi vì tôi coi với tư cách nhà nghiên cứu. Còn các bạn coi với tư cách là nhà bắt chước thì chết. Hiểu chưa? Và bây giờ tôi kết luận với em. Em ý thức được rồi là thành công rồi. Bây giờ làm sao biến cảm xúc thành yếu tố tích cực? Thì người ta có một cái môn học, nó gọi là quản trị cảm xúc. Mà để cảm xúc và quản trị cảm xúc thì có 3 vấn đề thôi. Một, mình phải hiểu mình, định vị bản thân. Cho nên là khi định vị xong thì con lại mẹ bớt cái tôi cho con nhờ. Mẹ không vĩ đại như mẹ nghĩ đâu. Việc số 2, phải tập vị được thằng đối diện. Người đối diện người ta cần bạn 15 yếu tố. Đó là động cơ, tự vệ, đừng cho người ta mất an toàn. Đó là tính cách, là khí chất, là cảm xúc của người ta. Người ta sinh ra ở vùng nào thì người ta mang đặc điểm, hãy hiểu người ta. Cho nên đừng để cho người đối diện tổn thương bằng cách thỏa mãn 12 điều người ta cần trước mặt. Và thứ ba là hiểu bối cảnh. Cho nên bạn ra bãi biển, bạn mặc bikini đẹp lắm và không ai đánh giá. Nhưng mà đi nhà sách mà lại mặc bikini với bối cảnh này thì không chấp nhận được. Cho nên để quản trị nó chỉ có 3 việc thôi. Biết mình là thằng nào, liên tục xem người ta cần gì. Đừng có chỉ biết mình, mất đi sự lắm. Mà người ta cần 15 bạn, gạch đầu lắm. Và cuối cùng là cái bối cảnh hai người đang tồn tại. Thì nó sẽ tạo cho người đối diện cảm nhận về mình tuyệt vời và tuyệt vời. Và có những động tác cụ thể, đẩy chữ tôi mình xuống, đẩy chữ tôi người ta lên. Cho nên người Nhật người ta quỳ xuống, cúi xuống và người ta cúi 9 cung bậc cuối cùng song song với mặt đất để mang lại cảm xúc tốt cho người đối diện và người ta chứng minh người ta thắng được người ta. Còn văn hóa Hàn Quốc là chắp tay thế này. Còn văn hóa Hà Nội với Việt Nam nói chung là dạng chân này. Ngoài là mình đúng gì? Các bạn thua rồi nếu còn lập tác nữa. Nha, vượt qua chính tạo, đó chính là quản trị cảm xúc. Ok. Thứ một của thành công là bạn ăn rồi. Nhưng ở cái ngược lại thì cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. Tôi cố thuyết phục các anh chị điều đó. Vì 85% thất bại ở đời là do cái cảm xúc này mà ra. Cho nên những thằng học dốt thì thường nó thành công ghê lắm. Bởi vì nó phải đi copy bài của bạn. Mà bạn nó chửi nó mà nó không tự ái. Mày đứa học giỏi mặt xù lên chỉ thất bại thôi. Kiềm chế là sức mạnh. Cho nên nó dò bài, người ta chửi nó. Cho nó bảo nếu thế mày coi, tí nữa mày phải giặt đồ cho tao. Giặt quần áo tao, ok. Cho nên tính phối hợp của thằng học dốt tốt lắm. Cho nên quên mấy ông trường chuyên lớp chọn đi. Đừng có mang học ở Mỹ, ở Anh với tôi. Bơ vẩn. 85% nó nằm ở ngoài bằng ấy. Thế đấy. Cho nên ở đây là chị nói đúng. Cho nên tôi mới nhấn mạnh là cảm xúc là kẻ thù số 1, là mặt trái của vấn đề. Cái smartphone của các bạn là kẻ thù số 1 để gây ra thất bại của các bạn. Nhưng rất tiếc là mặt phải thì smart home là ông thầy số 1 thế này, đặc biệt là thầy trên bụng mất ý nghĩa. Cho nên bạn đang cầm ông thầy mà bạn không biết. Nhưng nếu mà vào các trang linh tinh thì nó là kẻ thù số 1 gây nghiện. Ví dụ em thường vào trang nào? Facebook, rồi xong phim rồi em ơi. Có bao giờ dùng máy để xem phim xét không? Hả? Theo em tôi có coi không? Có, đúng rồi. Nhưng tôi được coi vì tôi coi với tư cách nhà nghiên cứu. Còn các bạn coi với tư cách là nhà bắt chước thì chết. Hiểu chưa? Và bây giờ tôi kết luận với em.
em ý thức được rồi là thành công rồi. Bây giờ làm sao biến cảm xúc thành yếu tố tích cực? Thì người ta có một cái môn học, nó gọi là quản trị cảm xúc. Mà để cảm xúc và quản trị cảm xúc thì có 3 vấn đề thôi. Một, mình phải hiểu mình, định vị bản thân. Cho nên là khi định vị xong thì con lại mẹ, mẹ bớt cái tôi cho con nhờ. Mẹ không vĩ đại như mẹ nghĩ đâu. Việc số 2, phải đọc vị được thằng đối diện. Người đối diện, người ta cần bạn 15 yếu tố. Đó là động cơ, tự vệ, đừng cho người ta mất an toàn. Đó là tính cách, là khí chất, là cảm xúc của người ta. Người ta sinh ra ở vùng nào thì người ta mang đặc điểm, hãy hiểu người ta. Cho nên đừng để cho người đối diện tổn thương bằng cách thỏa mãn 12 điều người ta cần trước mặt. Và thứ ba là hiểu bối cảnh. Cho nên bạn ra bãi biển, bạn mặc bikini đẹp lắm và không ai đánh giá. Nhưng mà đi nhà sách mà lại mặc bikini với bối cảnh này thì không chấp nhận được. Cho nên để quản trị nó chỉ có 3 việc thôi. Biết mình là thằng nào, liên tục xem người ta cần gì. Đừng có chỉ biết mình, mất đi sự lắm. Mà người ta cần 15 bạn, gạch đầu lắm. Và cuối cùng là cái bối cảnh hai người đang tồn tại. Thì nó sẽ tạo cho người đối diện cảm nhận về mình tuyệt vời, tuyệt vời và tuyệt vời. Và có những động tác cụ thể, đẩy chữ tôi mình xuống, đẩy chữ tôi người ta lên. Cho nên người Nhật người ta quỳ xuống, cúi xuống và người ta cúi chín cung bậc cuối cùng song song với mặt đất để mang lại cảm xúc tốt cho người đối diện và người ta chứng minh người ta thắng được người ta. Còn văn hóa Hàn Quốc là chắp tay thế này. Còn văn hóa Hà Nội với Việt Nam nói chung là dạng chân này. Mẹ mình đứng gì? Các bạn thua rồi nếu còn lập tác nữa. Nha, vượt qua chính tạo, đó chính là quản trị cảm xúc. Ok. Tranh luận nữa, tôi nói thật. Bạn muốn thành công thì bạn nghe thôi. Chuyên gia về chuyển đổi tâm lý hay không tâm lý. Nguyên tắc tổng cộng ý một tôi muốn chia sẻ với bạn. Lượng đổi thì chất mới đổi. Đấy là bài đầu tiên khi các bạn học đại học. Và đấy là nguyên lý tôn cùng của triết lý biện chứng. Cho nên bạn trong người bạn lượng chưa đổi thì bạn không đạt được chất đổi đâu. Cho nên mỗi đời người nó có một giai đoạn và chức năng của nó. Cho nên 4 năm đại học là 4 năm nó bắt bạn tích lũy lượng cơ bản. Sau đó 4 năm hoặc 3 năm cao học tích lũy lượng chuyên sâu. Và khi dâng được bằng tiến sĩ là tích lý luận lượng sáng tạo độc lập tính. Cho nên là mỗi giai đoạn một đời người nó có chức năng của nó. Em mà dùng sai thì em chết và đi làm thêm là một kiểu làm sai hoàn toàn. Ok. Điều thứ hai, những trường nào mà không tạo cho sinh viên phần thực hành thì trường đó không đạt chuẩn AUM, chưa kể chưa đạt chuẩn của bộ hiện nay nó cũng giấy phép. Cho nên một trường đại học bắt buộc phải dạy được 3 cái trong một giờ giảng. Một là kiến thức, hai là kỹ năng không cần các em phải làm thêm nữa, và ba là thái độ trong quá trình. Cho nên một giờ toán bây giờ không phải như anh kia dạy, nó bắt dạy 3 thứ một lúc. Không đạt cái trường ấy vứt, cũng không bằng trường Hà Nội với trường Sài Gòn đấy. Điều thứ ba là tôi là chuyên gia tuyển dụng. Tất cả những kinh nghiệm em ấy đang làm thêm khi vào tuyển, bọn tôi không tính vào yếu tố kinh nghiệm. Và em đi làm thêm ở quán bar, em được có một kinh nghiệm duy nhất, đó là chống đỡ với sự trêu chọc của thằng đàn ông. Cái đó không tính vào kinh nghiệm nghề nghiệp. Đừng có tạo lý do để lừa chính mình. Bản chất là em trốn học lừa chính mình thôi. Chứ ba má mà biết em đi làm để kiếm mấy cái đồng bạc, họ đập vào mặt, họ không cần. Mày bao hiếu tao bằng cách mày lớn lên. Cho nên các bạn ở đây là những tấm gỗ tuyệt vời. Nhưng mà cái gỗ mà khi làm cái cửa thì quan trọng không phải cái gỗ mà là cái bản lề. 4 năm học là 4 năm để tạo ra cái bản lề. Cho nên tất cả những thằng học cuối cùng sau khi cầm bằng là một chàng thanh niên gỗ lim. Nhưng vì học bản lề cho nên cuối cùng tôi không chê bai nhé, nhưng rốt cuộc làm việc không tương xứng.
đó là chạy Grab, đó là bán bảo hiểm, đều là lao động tốt cả, nhưng là không tương xứng với vốn lậu. Và đó là đi làm cho tập đoàn Alibaba. Ok, tôi không tranh luận. Và nếu các bạn khó khăn mà gia đình khó khăn thì tôi cực kỳ cảm ơn. Nhưng buổi tối về phải thức như tôi đến 3 giờ để làm bù lại cái thời gian bạn đã lừa chính bạn hoặc mất cái thời gian đó, không lý luận nữa. Hiểu chưa? Cho nên phải học đến mức cật lực thì đời bạn mới ăn được. Vì tôi là chuyên về nhân sự hiện đại với 8 phòng chất hiện nay. Còn luận quẩn cái đó thì còn trẻ. Và điều cuối cùng, tôi khẳng định với em đi làm không phải vì kinh tế đâu. Tuyệt đối không được làm cái mình thích, không thích cũng phải làm. Mà cái giống đi làm thêm nó dễ mình được thích lắm. Nào là nhiều bạn trai chọc ghẹo, nào được quan hệ xã hội, nào là không phải học mà lại có lý do để lừa chính mình, rất tuyệt vời. Thực ra tôi cho đó là người thiếu bản lĩnh. Tuyệt đối không được để người khác ảnh hưởng đến mình, hay tập phong cách ảnh hưởng đến người khác. Người ta gọi đó là kỹ năng lãnh đạo bản thân. Hãy nghe tôi, đừng có nghe chuyên gia với chuyên đồ. Mẹ hôm nay mà có chuyên gia thì cứ đập liền. Toàn xứ vậy lại gặp mấy ông thầy đi làm thêm đi quả. Lý thuyết là tào lao, đi làm thêm cho có kinh nghiệm. Tùy thầy mà nghe nhé. Xem sách thì tùy tác giả mà đọc. Tôi nói là ok. Bạn không có quan điểm riêng mà bạn dám tranh luận với tôi không tranh luận nha. Cho nên dần dần nó lên được level 3. Level 1 lắng nghe, level 2 làm, level 3 thành cái đố này. Cho nên các bạn đừng cãi ngang nữa. Và bạn chưa có quan điểm riêng thì tôi nói với bạn, và tôi hy vọng bạn đừng phản biện vì bạn chưa đủ cơ địa đâu. Và nếu bạn phản biện tôi sẽ không nói. Vì trong ngôn nói rằng nói chuyện với thằng ngu thì sinh ra hai thằng ngu. Mệnh đề số 2 tôi muốn nói, người ta chỉ ra rồi các bạn đừng loay hoay nữa, đọc sách và kết luận đi. Đằng sau thành công bao giờ cũng có bóng dáng của lao động, không có cái hư vô nào cả. Tất cả những ngày hôm nay cuối năm lò lửa của bác Trọng đang nóng, bắt sạch miếng pho mai có sẵn, tức là muốn giàu nhanh chỉ có trong cái bẫy chuột thôi. Cho nên chú muốn giàu nhanh thì chú chui vào bẫy chuột. Miếng pho mai thơm lắm bạn. Đó là những cảnh những ngày hôm nay. Già đầu mà còn ngây ngô nữa là huống hồ tuổi trẻ. Cho nên mình trẻ mình phải nhận thức ra ngay, không bao giờ có đằng sau thành công mà lại không có bóng dáng nào được. Ok. Vấn đề số 3, bạn là dân bách khoa, là dân kỹ thuật. Tôi xin cảnh cáo bạn ở chỗ đó là bạn là dân quân võ. Cho nên bạn có thông minh mấy thì bạn cứ chỉ ngồi ôm cái máy và làm cái ý chí người khác thôi. Dân quân văn là dân học xã hội. Tôi quân văn. Cho nên là bạn vào công ty tôi điều khiển bạn như một con rối. Hay cố gắng học thêm để biến mình thành quan vũ, văn võ song toàn. Cho nên quan võ thì thường ghét quan văn dài quần. Còn quan văn đang ngồi nó cười khẩy, chú làm để anh ăn. Hãy nghe tôi. Cho nên học cất lực mà ngoài cái bằng bách khoa ấy, phải học những kiến thức ngoài bằng bách khoa, nó chiếm 95% khái niệm kiến thức. Tâm lý, triết học, địa lý, văn sử địa ứng xử là cái quyết định, chứ không phải ba cái màn hình TV đâu. Cho nên 4.0 là cái đinh. Ngồi đấy mà suốt ngày la tứ. Cái thằng sử dụng máy mới quan trọng. Cái máy không có ý nghĩa ở đây. Cho nên là em phải lao động cất lực. Và đặc biệt phải bổ sung thêm kiến thức của quan văn. Đó là kiến thức xã hội học. Chứ còn chỉ cái bằng ấy anh chỉ thao tác được thôi. Cho nên các bạn gái nhìn mấy chú là thích quá. Ôi trời, lao động đẹp quá, trên màn hình múa đẹp quá, úi dồi anh ấy học giỏi quá. Thường lấy mấy chú ấy về đời chỉ ăn cắm. Cho nên anh chỉ là thao tác. Tôi rất chân tình tôi nói. Cho nên là 1. Lao động. 2. Biết cách lao động. 3. Khát vọng. Và 4. Phải lì như trâu
Cho nên là chúng ta phải học Bác Hồ, biến khát vọng thành niềm tin. Lì như châu ấy, đừng nghe bất cứ thằng nào ngoài chính mình. Thằng này ngồi để nghe ba cái ông thầy, nghe ba cái thằng học trò. Ở nhà nước anh có học đâu mà ai cái thành công. Anh không tôi lo xem cái nào ạ. Bill Gates là khoa học ạ. Tầm bậy. Bill Gates là kẻ học nhiều nhất so với bất cứ thằng giáo sư nào trên thế giới. Vì đời có năm thằng thầy, chứ không phải chỉ cái thằng thầy cấp cái bằng này. Ok. Và em không nghe tôi thì cả tuổi trẻ của em làm việc nhỏ nhất là lấy vợ, chắc chắn sai lầm. Thế đừng nói việc này. Tôi nói thật nhé. Đấy, tập sẵn để sẵn sàng. Và Trường Doanh Nhân, PR Future.